Mời quý vị lắng nghe lời Chúa. Chủ nhật tuần thứ 18, mùa thường niên, năm B, ngày 4 tháng 8 năm 2024. Bài suy niệm của nữ tu Elizabeth Đặng Thị Oanh, dòng nữ Đa Minh, Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 6. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-pháp-na-um tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất, Đức Giêsu và các tông đồ đã trở về Ca-pháp-na-um. Thế nhưng Ngài không đi cùng thuyền với các tông đồ, vì Chúa Giêsu còn phải lên núi cầu nguyện, chỉ một mình Ngài mà thôi. Khi dân chúng không thấy Đức Giêsu đi trên thuyền đó, nên họ đã đổ xô đi tìm Ngài. Họ tìm hoài không thấy. Thế mà khi về tới Ca-pháp-na-um, họ lại gặp thấy Chúa ở đó. Họ hết sức ngạc nhiên liền hỏi: Lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Tưởng chừng là một câu hỏi đơn sơ, muốn biết Chúa đến đây bằng cách nào. Ấy vậy mà Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi ấy. Cũng nhân cơ hội này, Ngài giảng cho họ một bài về bánh hằng sống. Đức Giêsu biết rõ dân chúng tìm đến Ngài chỉ vì họ được ăn uống no nê, và cũng chính phép lạ làm cho bánh hóa nhiều đã làm cho người ta nghĩ rằng đã đến thời lập lại nước Israel. Nhưng Đức Giêsu lại muốn đưa họ đi xa hơn, cao hơn những điều mà họ nhìn thấy trước mắt. Đó là Thiên Chúa muốn các ông tin vào đấng Ngài sai đến, hay nói cách khác là tin vào đấng vừa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hàng ngàn người ăn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn muốn làm cho người Do Thái biết rằng Ngài không chỉ có thể làm cho bánh hóa nhiều để duy trì sự sống vật chất con người, mà Ngài còn có thể ban chính sự sống cho con người. Chính ta là bánh trường sinh. Ai đến với ta không hề phải đói, ai tin vào ta chẳng hề khát bao giờ. Đúng vậy, Đức Giêsu là bánh trường sinh. Bánh trường sinh ban sự sống đời đời. Để rồi những ai ăn bánh trường sinh thì không còn phải đói khát bao giờ nữa, vì được no thỏa tâm hồn. Sự sống trường sinh nghĩa là được nhận biết Đức Giêsu là đấng đến từ Thiên Chúa, là sự sống của Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống của Thiên Chúa cho những ai muốn đón nhận. Chúng ta biết rằng trong xã hội này, con người có rất nhiều khát vọng cần được thỏa mãn. Trước tiên là được thỏa mãn cơn đói khát thể xác.
Ăn uống là những nhu cầu vật chất cần thiết của con người, vì nó làm cho thể xác được bảo toàn và tăng trưởng. Ngạn ngữ Tây có một câu nói về nhu cầu đó: ăn đã, rồi muốn nói gì thì nói. Còn người Việt Nam cũng có câu tục ngữ: dĩ thực vi tiên, bữa ăn phải là trước tiên, còn những chuyện kia đến sau. Thế nhưng ngoài những nhu cầu vật chất, người ta còn có những khát vọng tinh thần cần được thỏa mãn như sự hiểu biết, sự tôn trọng, sự quan tâm và sự thông cảm. Điều sâu xa hơn cả là con người có khát vọng được yêu, khát vọng được sống đời đời. Và chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm no thỏa nỗi khát khao lớn nhất của con người mà thôi. Thánh Gioan nói, Thiên Chúa là tình yêu, chính Chúa là hạnh phúc, ai được yêu mến là sống trong hạnh phúc. Mỗi Kitô hữu chúng ta đã biết dừng lại để lắng nghe sự mách bảo cũng như sự khao khát của con tim chưa? Chúng ta đã biết lấp đầy sự trống vắng của con tim bằng việc biết chạy đến Chúa chưa? Thật vậy, chỉ có Chúa mới lấp đầy sự đói khát tình yêu của chúng ta mà thôi. Chuyện kể rằng, tại Pháp, có một thương gia rất giàu. Phương châm sống của đời ông là làm tiền, ăn nhậu và chơi bời. Nhưng chẳng bao lâu, ông bị bệnh trầm trọng. Thần kinh chỉ huy thanh quản bị tê liệt, làm ông bị câm. Trên giường bệnh, ông luôn thở dài chán nản. Cuối cùng trước khi chết, ông ghi một hàng chữ và truyền khắc nó trên bia mộ của ông: đây là người dại dột, đã sống mà không biết sống. Hỡi những người đang sống, chớ vì sự vô phúc của kẻ khác mở mắt các ông. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa để kính múc tình yêu của Ngài, vì ngoài Ngài ra, chúng con sẽ chẳng tìm thấy hạnh phúc nào hơn. Xin đừng để chúng con chạy theo và dừng lại ở những thứ hư vô chóng qua, nhưng cho chúng con biết dừng chân khi được chính Chúa là hạnh phúc đời đời. Amen. Chính Tòa là bánh trường xoay, ai đến với ta không thể phơi đói, ai tin vào ta không khát bao giờ. Như bao con người lo lắng miếng ăn, nhưng ta đừng quên lương thực trường tồn là chính Chúa. Ngài mời gọi ta hãy ra sức làm việc, không vì vật chất nhưng để có lương thực trường sinh. Chính ta là bánh trường sinh, ai đến với ta không để phơi đói, ai tin vào ta không khát bao giờ. Con người như gió thoáng qua, như sương nhỏ sơ trên ngàn rồi tàn, còn chỉ nữa